Xin kính chào quý thầy cô, dưới đây là demo giáo án môn âm nhạc lớp 7 của bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này cho các thầy cô của kênh Giáo viên Biên soạn. Như trên màn hình, thầy cô có thể thấy giáo án cho chủ đề 1 chào năm học mới, tiết 1 hát bài hát ước mơ mùa khai trường sẽ có những phần như sau. Trên đây là giáo án bài Ước mơ mùa khai trường. Những bài còn lại trong chương trình môn âm nhạc lớp 7 của bộ sách Cánh Diều đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản Word. Quý thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình dạy của địa phương. Và để biên soạn được giáo án này, các thầy cô của kênh Giáo viên cũng mất khá nhiều thời gian và công sức. Do vậy, giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn lớp 7 của những bộ sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.